Bạn bạn thấy cái cảnh mà Violet với gấu chạy chưa? Đó nè, bây giờ nè, mày ra đây chơi nè, chị ra đây chơi nè, lộn ra đây nè, lộn ra đây chị biểu ấy. Trời ơi, làm gì nè nè, không thèm bắn luôn các bạn, dí đi chơi vậy nè, chạy đi lên bảng luôn đó. Trời ơi, bây giờ cái thời đại nào rồi mà Violet còn sợ gấu các bạn, không sợ nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ thay đổi không khí các bạn. Mình sẽ làm về vị tướng Violet đó, làm về chị mèo. Các bạn đi gần đó thì các bạn hãy ăn cái khu vực bùa đối diện, cái bùa đỏ của nó cho mình nha. Nếu mà các bạn muốn cướp thì các bạn hãy ăn đối diện cái bùa đỏ của nó. Tại vì bây giờ nè, tôi nói chỉ ăn cái bùa bên xanh trước thôi các bạn. Cho nên là bây giờ dây thứ 27 các bạn lộn trước cho mình. Đó, chi để các bạn nè, con quái này vừa ra bắn cái pop ấy thì các bạn lại hồi cái chiêu một đó, các bạn lại bắn tiếp một cái. Đó là cái cách bắn double của cái vị tướng Violet nha các bạn. Thì mình sẽ không dùng chừng trị nè, mình để cái chừng trị làm cái gì, mình chạy vô mình ăn kinh công luôn các bạn đó. Chạy nó giỡn chứ chạy qua cướp cái bùa của nó các bạn, cái chuyện gì đâu mà căng nè. Kéo vô bụi em ơi, đó kéo vô bụi đấy đó. Bún mà muốn cướp bùa của người ta là các bạn phải kéo vô bụi nha, tránh tình trạng các bạn ăn cắp đồ mà đứng trực diện như hẳn nhà ta nha các bạn. Để chi lỡ mà nó qua thì mình nó không kịp để nó kêu ếch của mình nha các bạn. Thằng gấu lên cao nè các bạn, mình sẽ ra mình giết nó nè. Chạy đi đâu, vô đi. Trời ơi, mày tăng mà mày đứng mày nhìn. Trời ơi, bắt chạy thì chứ. Trời ơi, khốn nạn, mày tăng khốn nạn thì các bạn. Nó tăng mà nó để cho mình vô. Thật là cái thứ âm binh đầu đinh nè. Cái này thắt bính luôn, chứ nó không có khỏi là nó đầu đinh đó các bạn. Nó đầu đinh mà nó thắt bính luôn. Và bây giờ, nó các bạn làm cái gì nữa? Các bạn quất cái trụ này luôn cho mình. Trời ơi, thì chơi luôn. 3-1 thì không chọt, nó cũng nhập viện các bạn. Lên bảng luôn đó. Và bây giờ các bạn sẽ làm cái gì? Lấy thẳng cái trụ của nó luôn cho mình nha. Tại vì thằng gấu nó mới ra, nó chưa chạy ra kịp đâu. Nó không có chạy ra kịp, nó cũng rất là yếu nữa. Tại vì nó vừa chết một mạng rồi. Đó, bây giờ mình quyết tâm luôn, mình đứng đây mình lấy thẳng cái trụ của nó luôn các bạn. Không nhất thiết gì các bạn phải chạy xuống kia đó nè. Thích thì quất luôn đó. Quất luôn các bạn nói. Rồi bây giờ mình đảm bảo các bạn luôn, thằng gấu này một là nó mất cái trụ, hai là nó mất cái trụ và nó lên bảng luôn các bạn. Nếu mà nó đứng đây nó đép lỡ lên bảng luôn á, cho nên nó không dám đép đâu. Và bây giờ các bạn sẽ làm cái gì? Đó, các bạn sẽ ăn cái con dơi cho mình. Và ăn con dơi xong thì các bạn phải nhìn trên cái dây mà kế bên cái bảng mà tiêu diệt đó. Thì các bạn thấy nè, đây là 2:05 thì 2:15 giây. Đó là 10 từ 12 cho đến 15 giây là cái bùa của mình nó ra nè. Đó thì các bạn cứ ăn cái bùa xanh xong rồi các bạn sẽ làm những gì nữa? Các bạn chạy về các bạn ăn bùa đỏ của mình hả? Không nha, trời ơi, nhất thiết gì phải chạy về ăn bùa đỏ của mình, không nhất thiết. Tại vì muốn sao? Muốn đi đối phương thì các bạn hãy đi cho nó nát luôn, chứ không có cái chuyện gì mà các bạn phải chạy gì các bạn ăn bùa đỏ các bạn hết. Bùa đỏ của nó sao mà ăn, của nó cũng như của mình, các bạn cứ xem đồ của ta, cứ là xem đồ của mình đi đó. Chạy qua bây giờ là chạy qua cướp nè, làm cái gì nhau nè, thích thì ra là bắn nó lên bảng luôn các bạn. Giờ mình rất là mạnh rồi, mình ăn được một cái trụ, mình ăn được một cái mạng rồi, rất là xanh luôn. Bây giờ mình bắn rất là thấm đó, bây giờ mình cướp cái bùa của nó luôn đó. Cướp xong khi vô nhà người ta xong, mình hướng dẫn các bạn rồi và mình đã chỉ các bạn rồi, vô nhà người ta xong là phải làm gì, ăn xong là phải đập đồ đập chén hết nè. Chẳng hạn như nè, cái tủ lạnh đó nè, quất luôn nó, đập cái tủ lạnh luôn, cái tivi chọi cục đá bể tivi luôn các bạn. Đó là không chừa một cái gì trong nhà nó hết thì nó sẽ rất là thọt, nó không có cùng gọi là nó không có một cái lượng vàng nữa đánh các bạn. Rồi kiểu này lên bảng giùm cái nè lú đâu, lú cái bảng mặt mày ra đây nè. Chạy rồi, khỏi chạy em ơi. Nó rồi mày nhảy ai gấu đó. Trời ơi, đánh cái con Violet này thì các bạn, điều các bạn phải làm khi mà nhìn vào những pha giao tranh, các bạn phải làm cái gì? Tuyệt đối các bạn đừng bao giờ lượng cái chiêu một của mình, lộn cái chiêu một của mình lộn lên phía trước nha. Các bạn hãy lộn bên trái, lộn bên phải, tùy các bạn lộn về sau, tránh tình trạng các bạn lộn thẳng lên phía trước nha. Lộn thẳng lên phía trước là các bạn cỡ nào các bạn cũng bị tắt mặt hết đó. Đó là 90% các bạn sẽ lên bảng nếu mà các bạn lộn chiêu một về phía trước. Các bạn nên nhớ như mình, con Violet các bạn hãy chọn những vị trí tốt nhất để các bạn bắn. Ê, làm gì gấu, ê, nè, rồi, bị gãi ngứa nữa hả mày, nè, gãi ngứa nè, lên bảng luôn. Cho nên là giờ bạn nào mà muốn đánh tốt vị tướng Violet này thì các bạn hãy nhớ cái điều này cho mình, là các bạn sẽ đánh tốt ngay thôi. Nè, cái việc đầu tiên các bạn làm là trước khi vào combat các bạn hãy lộn trước cái skill 1 cho mình. Đó, lộn trước để chi? Để khi vào combat là các bạn có thể bắn được cái kiểu là gọi là double bắn nha. Đó, như cái đầu game mình hướng dẫn các bạn rồi đó. Trước khi vào combat các bạn hãy lộn trước chiêu một cho mình, để khi mà vào combat các bạn bắn một cái là các bạn có thể lộn lại tiếp một cái, các bạn bắn là gọi là bắn double. Đó là cái việc thứ nhất. Đó, còn cái việc thứ hai là các bạn vào combat
vào những pha combat tổng, pha giao tranh thì các bạn đừng bao giờ lộn lên phía trước. Đấy, chẳng hạn như nãy pha băng trụ, pha mà gọi là giết trụ mít ấy, thì các bạn có thể tua lại, mình chỉ lộn bên trái bên phải và mình lộn về phía sau thôi, mình không bao giờ lộn lên phía trước. Tại vì sao? Tại vì các bạn lộn lên phía trước là sẽ bị người ta bắt ngay. Đấy, các bạn nhớ giùm mình nha. Sorry các bạn nha, hôm nay là mình update hơi trễ một tí, tại vì công việc của mình buổi sáng là nó có một công việc đột xuất hơi bận, cho nên là mình về trễ các bạn. Buổi sáng mình phải đi làm, mình đi làm tới trưa mình mới về, mình mới update cho các bạn xem được. Và tại hôm nay công việc nó gọi là hơi tăng ca một xíu các bạn. Nó ê gấu, mày làm cái gì? Ê mày bình tĩnh giùm tao đó, mày nhảy vô ai? Mày nhảy vô tao là mày sai lầm rồi đó. Luôn có body gà bảo kê kế bên nha các bạn, cho nên là không sợ nữa đâu đó. Và nó có lộn lên thì mình sẽ lộn về đó. Thích thì chơi, thích thì bắn luôn rồi, không chết thằng nào luôn các bạn. Nó chạy hết luôn rồi đó. Các bạn đánh làm sao mà nó gặp mình mà nó chạy hết mới gọi là hay, chứ mà nó gặp mình mà nó quýnh mình sát mặt lờ luôn là coi như là cái đó là chịu, cái đó chỉ có thua thôi các bạn hả. Đó, nó gặp mình mà nó phải chạy mới gọi là kinh khủng. Nó gặp mình là nó giải tán hết luôn các bạn, thấy không? Nó giải tán lực lượng đám đông liền, nó giải tán khu phố mình giống như là xe bắt chó đó vậy. Mình mà chạy xe lại là nó chạy láng hết, nó chạy lía, nó chạy điên hết luôn các bạn. Nó gặp mình là nó phải chạy như vậy mới kinh các bạn. Đó, còn nó gặp mình mà nó dí nó tán mình thôi chứ. Đó, các bạn đánh sao mà để khi mà nó gặp mình cái là nó tán, nó chạy điên hết nữa. Đấy, và mình xin cảm ơn 5 bạn ngày hôm qua đã donate ủng hộ cho mình nha. Đó là 5 bạn, bạn Nguyễn Lam nè, bạn Kim Thọ, bạn Thức Chim, bạn Dương Lâm và bạn Phạm Nam. Cảm ơn 5 bạn rất là nhiều vì ngày hôm qua đã tìm đến Facebook của mình. Đấy, và lặn lội vượt đèo vượt núi gì các bạn chạy tìm quá, các bạn mua cạc điện thoại, các bạn inbox thẳng Facebook của mình luôn, các bạn donate cho mình. Là mình cảm ơn 5 bạn rất là nhiều nha. Để mình có cái động lực để mình làm thật nhiều clip cho các bạn xem. Đó, chứ bây giờ YouTube nó không trả tiền cho mình các bạn. Mình chả biết bao giờ là nó việc xem xét tiền cho mình luôn. Đến bây giờ luôn là chuẩn bị 25.000 subscribe, sub cháo gì luôn mà nó chả có một cái đồng Việt Nam đồng luôn các bạn. Làm một cái clip ra không có 1.000 luôn. Đó. Thì có những cái động lực của các bạn này nè, các bạn donate cho mình thì mình có nhiều cái động lực mình làm clip cho các bạn xem luôn. Chứ thực ra úp cái clip bên YouTube trả được 1.000 nữa nó bắn hết luôn, vuốt luôn, chơi đó, xuống cát hết luôn đi, bắn hết luôn, chạy hết luôn đó các bạn, thấy không? Nó gặp mình một cái là nó tản ra, nó chạy điên hết luôn các bạn, nó không dám đứng lại. Đánh như vậy mới gọi là đánh các bạn, chứ đừng để nó gặp mình mà nó quay là nó tán mình thì thôi á. Đó nè, mày giằng gấu nè, mày chạy đâu rồi luôn, nó chạy múc dưới luôn các bạn. Nó chạy điên luôn rồi. Chết luôn các bạn. Và thôi bây giờ về mình ăn minh công luôn đi, và mình kết thúc cái trận đấu nha các bạn. Không nhây nữa, nhây là nó hồi nó xanh lên rất là khó đánh. Bây giờ ăn kinh công xong lên thẳng phá nhà nó luôn. Và hôm qua là có một vài bạn là inbox cho mình là khuyên mình là anh Tính ơi, anh đừng nên để ở cái build đồ ở đầu game hoặc cuối game nữa, vì khi mà anh để như vậy thì những người khác họ chỉ vào xem build đồ thôi rồi họ sẽ đi ra ấy, và view của anh nó sẽ không tăng lên. Đấy, thì mình cảm ơn cái ý kiến của những bạn đó. Thì hôm nay mình sẽ để cái build đồ của mình nằm bất kỳ ở trong một cái view clip luôn nha. Đó, trong cái clip của view led này nè, mình sẽ để bất kỳ luôn, nằm cái khung nào mình không nói cho các bạn nghe. Đó, thì các bạn nào mà xem mà theo dõi hết clip thì các bạn sẽ biết là cái trang bị của vị tướng mình view led mình đang dùng nó sẽ như thế nào nha. Còn bộ ngọc thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả, cho nên các bạn xuống dưới xem giùm mình nha. Và bây giờ quất luôn, bắn luôn, rồi lên bảng luôn nè. A-Lai đó, mình quen kêu nó là A-Lai rồi các bạn. Đấy, và bây giờ chạy đâu nè, cái thằng nè lú cái bản mặt mày ra, lú cái bản mặt đó. Vừa lú bản mặt cái là chết luôn, con Willet nó chạy vào nhà luôn các bạn, nó không dám ra luôn à. Bây giờ hiện tại cái Facebook của mình là nó đang full bạn rồi nha các bạn, cho nên là mình không kết bạn các bạn được. Thì các bạn hãy theo dõi Facebook giùm mình nha. Facebook của mình tên là Nguyễn Trọng Tiến, nó có nằm trong phần mô tả, mình có để cái link Facebook trong đó đó. Thì mình chỉ có duy nhất cái Facebook đó thôi nha, cho nên các bạn hãy ấn theo dõi Facebook đó của mình, để có gì các bạn hãy liên hệ với mình nha. Tránh tình trạng các bạn BM những cái Facebook giả danh mình nè, nó sẽ lừa tiền và lừa ạc, lừa những cái, nói chung là nó sẽ lừa các bạn. Đấy, và bây giờ quất luôn, trời ơi làm gì, trời ơi Uma nó ảo tưởng sức mạnh các bạn, nó chạy ra nó xem mình giống như là cái gì ấy. Nó tưởng đâu nó dặm mình cái là mình chết hay sao ấy, trời ơi ảo tưởng. Trời ơi quất thích chơi luôn nè, phá trụ luôn các bạn. Đó, và bây giờ quất cái trụ nó luôn đó, băng vô giết. Trời ơi, rồi không có lính các bạn. Ấy quên không có lính. Đó, ơi cái thằng gấu nó đi bụi kìa các bạn, thấy nó bỏ nhà đi bụi nè. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy
Violet gặp gấu là không hề sợ nha. Nè các bạn đánh các bạn nói ừ anh ơi anh gặp gấu em sợ quá, làm gì phải sợ nữa các bạn. Các bạn thấy và các bạn thấy cái cảnh mà Violet dí gấu chạy chưa đó nè. Bây giờ nè mày ra đây chơi nè, thích thì ra đây chơi nè, lộn ra đây, lộn ra đây nè, lộn ra đây, lộn ra đây chị biểu ấy. Trời ơi làm gì, làm gì nè nè, không thèm bắn luôn các bạn, dí đi chơi vậy nè. Ta ra chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi lên bảng luôn đó. Trời ơi bây giờ cái thời đại nào rồi mà Violet còn sợ gấu các bạn. Không sợ nha, làm gì phải sợ nó, dí nó luôn chứ làm gì phải sợ nó, thích thì dí luôn. Và bây giờ là thôi lên kết thúc trận đấu các bạn ơi, ngay nữa là nó hồi thu ngược ấy. Giỡn chứ cho các bạn tham khảo một cái màn gọi là Violet ngược gấu thôi đó. Và bây giờ là phải phá trụ win các bạn ấy, là chạy ra đây, chạy ra đây bắn chết luôn chứ sợ đó. Trời ơi hụt các bạn, đúng cái là nó chỉ có lên bảng thôi. Đây đây nè, nó sẽ hình tiêu mình nè các bạn, đợi nó lú cái bản mặt nó ra, đợi lú cái bản mặt của nó ra luôn, bắn luôn các bạn, chơi luôn, bắn luôn nó, chỗ bắn một cái là nó chỉ còn một xíu máu các bạn. Ê trời ơi nó ra rồi ấy, rồi kiểu này là mình xong mình rồi các bạn ơi. Chạy lộn chữ một lên mà chạy đó, khi mà các bạn chạy các bạn lộn chữ một lên các bạn chạy cho mình đấy, thì khi các bạn dùng chữ một là mình sẽ giải đích tao, bây giờ mình chạy ấy. Rồi chạy không được các bạn ơi, chết rồi, lên bản rồi. Thì cái con Violet này nha, nếu mà các bạn muốn chạy thì các bạn lộn chiêu một mà có nói có những cái đội cái địch xung quanh đó thì mình sẽ được tăng tốc độ chạy nè. Nó là khi các bạn lộn chiêu một các bạn hãy chạy thật xa ra cho mình, rồi các bạn hãy bắn tiếp một cái nha. Còn khi nãy là mình xác định mình chết rồi cho nên là mình quất luôn các bạn, chứ còn các bạn muốn chạy thì các bạn cứ lộn chiêu một và các bạn chạy thật xa đối phương ra các bạn bắn nha. Thì cái clip Violet trước rồi mình đã hướng dẫn rồi, thì các bạn có thể xem lại cái video clip trước về vị tướng Violet mình đã làm, thì các bạn xem các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái vấn đề đó nha. Và bây giờ mình ra mình sẽ lên mình kết thúc trận đấu luôn các bạn, mình không nhây nữa nha. Đấy, để không là nó hồi nó lay lại là cái con Alay á, con Alix á. Đấy, mình tại mình quen kêu Alay rồi thì nó mà lay lên chút xíu là rất là khó đánh luôn, là khó bẻ trụ nó lắm. Cho nên là bây giờ mình lên mình quất luôn, không có giỡn nữa, giỡn giết nó nhờn các bạn. Đó, thích thì chơi luôn, quất luôn, xuống sát luôn, chơi. Đó, mà bây giờ chơi đó, Van Hill lên bảng luôn. Đó, cái tội đi lẻ một mình. Nè cái tội, rồi xong, chạy, chạy giùm, chạy trời ơi trời, bắn lên tiêu hụt các bạn. Tăng động quá, bắn lên tiêu lên trời luôn mà bắn không bắn trúng đối phương. Nè đâu rồi Violet đâu, mày ra đây tao biểu nè, ra đây mày, ra đây mày, ra đây nè, ra đây nó chạy vô luôn các bạn. Gấu nè và rồi quất luôn, chơi bắn luôn lên bắt lên bảng luôn và rồi kết thúc cái trận đấu luôn. Clip của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn nào thấy hay, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nè, và các bạn chia sẻ cái channel của mình cho tất cả các bạn khác đều biết đến channel của mình nha. Và chúc các bạn có thể áp dụng những gì nãy giờ mình chỉ các bạn có thể leo rank một cách hiệu quả và dễ dàng nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bye bye.